Nó trễ thời kỳ là khổ lắm. Tới 10.000 năm lẻ đó. 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ba nhắc lại héo vôn cho trẻ, cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia. Cả kêu lớn nhỏ hòa dìa, trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân. Vậy gì mà đau lưng mẹ đó, đó. Hàng đó đó. Hàng đó là nhiều người kẹt kia lắm. Người kẹt xuống đó đó. Nú cấm đó hả? À, nú cấm đó. Đi qua cái chỗ hách đó. Cũng như bọc qua vậy nè. Lúc nó giật mình lại. Giật mình lại cửa đóng kính bít rồi, đâu có lên được đâu. Cái khóc hụ khóc. Khóc dữ lắm luôn. Cái đoàn chú Lộc đó bắt đầu mới cầu nguyện giang sinh. Nam Thiên Lục Bá khắp tràng hại dân, đến thân vọng thánh thần náo động. Thảm cho trần nhà chống ruộng quang, tiếng thang liên ngọc nhỏ chà. Nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Đó, bắt đầu nạn tai dồn dập sớm làng. Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó tôi đi nè, trước rồi 20 năm rồi. Cái tên gần nhà đó, rồi đi kẹt dưới điện 13 đó. Không lên được. Rồi ở trên này mới đặt bàn mới cầu nguyện là có khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ mới lên được đó. Đi qua cục đá đó ai cũng đều đi hết trơn luôn, mà đi vô tới cục đá đó y kẹt lại, y vô y qua không được. Mà đó tôi mập cũng vậy đó, mà tôi đi được, còn y ấm dơ mà y đi không được. Rồi có một bà ở dưới cái dầu nữa, bà đó bà cho dai. Cho dai mà không biết là có nặng lãi hay không. Mà đi tới đó rồi bắt đầu bà cũng kẹt luôn, hai người kẹt. Một người ở gần nhà tư ở cầu tại cầu Đức Hòa. Rồi một người ở cái dầu là hai người kẹt luôn. Rồi ở trên này mới thắp nhang mới nguyện giấy giang sinh. Sinh xong rồi mới đi lên được. Rồi tới giờ rồi tôi cũng không có gặp nữa. Rồi không biết thế nào sao tôi không biết nữa. Lâu rồi vô đây là 20 năm mà thành ra không có gặp nữa. Mà chắc cũng sợ rồi chắc tu mà. Hang nó hang gì vậy tư? Ừ, hang điện 13. Điện 13 là hang mẹ đẻ đó không? Hang mẹ đẻ đó, ừ, hang đó đó. Yeah. Hang đó là nhiều người kẹt kia lắm. Người kẹt xuống đó đó. Nú cấm đó hả? Ừ, nú cấm đó. Ừ. Đi qua cái chỗ hách đó. Cũng như bọc qua vậy nè. Mình đút cái giò xuống dưới vậy nè. Đi cái ọt qua luôn à. Còn cái người bự gì đi được mà cái người ốm đi không được. Cũng ngộ ha. Ừ. Y ốm chứ y không có mập mà y bị kẹt đó. Yeah. Nhiều khi y bị làm là không có đúng đó. Sai cái gì đó thành ra mới kẹt lại nhốt lại. Rồi có một vị kia cái người cũng không được bình thường. Làm như hơi tửng gì đó. Đi bán là kim chỉ đá lửa rồi bự vậy nè. Đi vòng đó. Cái lên điện 13 đó nhốt ở dưới là đúng một tuần luôn. Y lên y nói là y chết chứ không đó. Không có nói là lên được luôn. Kẹt dưới luôn. Nó nhốt một tuần luôn mới lên được. Tự nhiên cái cục đá bắt đầu tự nhiên thả ra lên được. Còn lúc luôn nhốt là kẹt cái đó luôn, không lên được luôn. Bởi vì nó cũng cấm là thiên liêng màu nhiệm dữ lắm luôn. Rồi có một vị đó ở Kinh Đào mà đi qua bên đạo Tam Kỳ đó. Là bà con dưới hồi đó tư bán thủ tại chợ Kinh Đào đó. Rồi cái đoàn của chú Út Lộc á, chú Út Lộc là ở Dầm Sáng Vĩnh Tre. Rồi mới rủ nhau xúm nhau đi. Mà ở nhà thì vợ con rồi phải ăn tương không à. Còn y thì y ăn mặn, y không có chịu ăn tương. Rồi bắt đầu y mới đi. Đi đợt đó xuống bắt đầu người ta lên hết rồi. Y mê, y không lên. Cũng như là bước chân người ta đi lên nè, con y chịch xuống gì nè. Họ giật mình lại. Giật mình lại cửa đóng kính bít rồi, đâu có lên được đâu. Cái y khóc hụ khóc. Khóc dữ lắm luôn. Cái đoàn chú Lộc đó bắt đầu mới cầu nguyện giang sinh. Thôi lỡ rồi cho y lên đi. Về y với mẹ y sợ, y không dám uống rượu nữa. Rồi bắt đầu cả tiếng mấy, 2 tiếng hầu đó mới lên được đó. Thì đó mà lên một cái vợ ăn tương theo, chồng cũng ăn tương theo luôn. Rồi ăn tương theo luôn, tu tới giờ đó. Mà bây giờ tôi cũng không gặp luôn. Không gặp, không hỏi thăm sao nữa. Không có liên lạc, không có tin tức gì. Tại vô đây lâu quá rồi không có về ngoài đó. Không có đi tham quan bà con cô bác gì hết trơn. Thì bây giờ lên clip này cũng như khi bà con đi mình ráng lo niệm Phật đi. Bây giờ thì đời hạ quên rồi, cuối rồi. Bây giờ có phương pháp niệm Phật mình mới có thể là sống sót là đời sau. Tu cũng chết, không tu cũng chết, nhưng mà cái chết nó khác nhau. Tu thì mình chết thì cái hồn được nhẹ nhàng. Còn nếu mình còn cái phước lớn, mạng lớn thì mình sống đời thượng quân thánh đức. Rồi đặng mình tu thêm. Tới chừng đó là có vua, có chúa.
có trời có Phật gơ mà hội mà đại thế gian luôn. Bởi vì mình ráng tu đi bà con cô bác ơi, ráng lo niệm Phật đi. Niệm Phật tật bệnh, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật ban phép lành. Mình niệm Phật nó cũng đỡ hơn cái bệnh hoạn đau ốm, bệnh nhiều vậy cũng thành ít nữa, nó cũng giải hết cái nghiệp lực của mình. Niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp đó, thầy dạy đó, niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp thì từ thầy rước lại non bồng đó. Hoặc là niệm Phật có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình bộ khang, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật ban phép lành. Cái niệm Phật nó rất là màu nhiệm luôn, không có pháp môn đó, không có pháp môn nào bằng cái pháp môn mà niệm Phật hết chứ. Bởi vì thầy mới giới thiệu mình, mới kêu mình ráng niệm Phật, vì Đức Phật A Di Đà cũng có phát, cũng có thệ nguyện 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, trong cái bài niệm thứ cái câu thứ 18 đó. Nếu chúng sanh nào mà niệm trong khi lâm chung mà niệm được 10 tiếng Phật, Phật sẽ rước ngay về nước của Ngài. Nếu mà Ngài không rước là Ngài không có thành ngôi chánh giác. Bởi vì cái niệm Phật là màu nhiệm, rất màu nhiệm luôn. Mình vừa làm vừa tu vừa niệm Phật là quá dễ rồi. Bây giờ không có cần mà ngồi gõ mõ tụng kinh nữa. Gõ mõ tụng kinh nó mất thì giờ dữ lắm. Tại vì mình niệm Phật là mình tiến thẳng luôn, tiến thẳng cực lạc luôn. Còn tụng kinh mình còn đọc vòng vòng các Phật này Phật kia Phật nọ. Còn cái này là của Đức Phật là nhiếp thẳng luôn, nghiệp đới thì nghiệp đới giảm sanh luôn. Dù mình còn nghiệp đi nữa mà mình chuyên tâm niệm Phật đi, vô bỏ xác này Phật cũng dẫn dắt mình về luôn, về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà luôn. Cho nên bà con mình ráng lo niệm Phật đi, ráng đi, dù làm cách nào cũng phải ráng niệm Phật đi, đặng giải thoát kiếp luân hồi này khổ lắm, mình danh lợi hoài khổ lắm. Bởi vì ông Phật nói danh mà chi lợi lắm, mà chi bả không danh như bọt nước có ra gì, người phú quý như dần mây tan hiệp. Sang cho mấy cũng thì một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái tủ xanh đeo đuổi kiếp con người thân tứ đại, lấy chi làm chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị, tiểu niên thân. Cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai đâu chắc được. Thế ông nay thì còn, mơi đâu có chắc được không? Mơi biết mình còn hay không? Bởi vì mới gán tu đi, danh lợi làm gì nữa, cô không đem theo được cái gì đâu. Chỉ là có tu thôi mới đem theo được cái tội với cái phước thôi. Phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều thì sa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu cho được cứu an linh hồn. Tội tiêu phước thưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Đó, thầy dạy mình đó, rõ ràng luôn đó. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Thì xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Thì có một lúc này thôi, chứ mình để nó chảy thật kỳ là khổ lắm. Tới 10.000 năm lẻ đó, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo vôn cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia. Cả kêu lớn nhỏ hòa dìa, trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân. Vậy mình đau lưng đau cật lẫn nhau đi, mình thương yêu lẫn nhau. Như điều thứ 8 thầy nói tóm tắt, điều thứ 8 tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh. Nhưng mà cái thời này không có đợi mà trở về Tây Phương. Nếu mà trở về Tây Phương xuống đây nó dễ rồi, không có kịp. Cho nên là mình phải trợ duyên lẫn nhau ở tại đây luôn, ở tại thế gian luôn. Trợ duyên lẫn nhau, là mình tu, là mình dìu lẫn nhau. Dù quen, dù không quen biết cũng như là quen biết vậy đó.
dù không quen cũng như là quen, mình phải thương yêu lẫn nhau như con một cha vậy đó. Đừng có phân cách là người này về người kia khác. Tôi bán đây nhiều đứa nhiều cái lắm mà tôi không nóng mà tụi nó nóng. Mua đồ nhiều người nó kỳ lắm, nhưng mà thôi kệ đi, ai kỳ kệ kệ đi, mình cứ bán đi. Rồi nhiều khi mấy người nó nóng là làng luôn. Công nhận bà Tư này nó hiền thiệt là hiền luôn. Không nóng luôn, người ta phá đồ mình vậy mà không nóng luôn. Cũng như mua bẻ phá này kia đó. Thôi cứ kệ đi, ai muốn làm nữa làm đi. Nói tôi bán không được, Tư bán không được. Nói có gì đâu mà không được, mấy đứa kệ đi, ta làm, ta làm, kệ ta, mình bán đi, cứ bán đi. Mà tôi cũng vẫn nhịn, tôi cười thôi. Tại vì người họ không biết. Chứ nếu biết như mình hết thì đâu có phiền đâu ha, đâu có ai phiền ai đâu. Mình biết rồi mình thương yêu lẫn nhau, cứ như mua cái gì mình phải lợi mình rời nhẹ nhẹ, mình làm nhẹ nhẹ chứ không phải như người ta lợi bẻ gập gập, cái cải này lợi là bẻ đó, bẻ ngang gì đó, đó bẻ gập gập đó. Mấy cái đứa kia nó nóng, nó la, nó nói sao mua bẻ của ta vậy. Tôi cười, nó thôi kệ đi, ta muốn bẻ cho người ta bẻ đi, chứ mình nếu la người ta phiền phức, thôi kệ vậy mới được, mình tập cái tánh gì mới được chứ mà tánh nóng nảy quá sao được. Thấy Đức Phật ngày xưa thấy không, ngồi tại gốc Bồ Đề đó mà giả Gia Du Đà La giả là vợ của ngài đó, kêu ngài về luôn mà ngài cũng không rúng động luôn, ngồi thản nhiên bình yên luôn. Rồi nó phá đến đổi mà quá không được rồi bắt đầu nó mới thệ nguyện đó là đời đời kiếp kiếp là nó sẽ phá đệ tử của Phật đó. Nó không buông tha đó. Thì bây giờ cũng vậy luôn, mình bây giờ cũng vậy luôn. Người khoái, người thích cái này, người thích cái kia. Tâm khởi là bắt đầu nó nhập vô đó. Tâm mình khởi muốn này, muốn kia, muốn nọ. Nếu mình đi đường chánh đó, thì nó không phá được. Thì mình giữ được cái tâm chánh. Còn nếu mà không đi đường chánh được đó, thì cái tâm khởi đó bắt đầu nó sử dụng mình làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Đó, bậy bạ mình mới bị rơi đài. Là chỗ đó đó. Tam thiên lục bá khắp chàng hại dân, đến thân dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà chống ruộng quang, tiếng than liên ngọc nhỏ chàng, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Đó, bắt đầu nạn tai dồn dập xóm làng còn chi.